Hello, xin chào tất cả mọi người. Như vậy thì Hà Nội chúng ta bắt đầu đã chuẩn bị bước vào hè và những tia nắng bắt đầu là chói chang rồi. Và như vậy thì cái dịch cúm tàu về cơ bản thì đã gọi là bị Việt Nam và người Việt Nam của chúng ta khống chế. Thì công đầu của thành công này đó chính là phải nhắc đến những cái đội ngũ y tế, đội ngũ bác sĩ, y tá, những người mà trực tiếp chiến đấu với giặc Covid. Thì ngày hôm nay thì để ăn mừng cho cái chiến thắng này thì Thành cũng muốn gửi tới mọi người, những cái người mà yêu mến Thành, những người mà dành thời gian để nghe một cái bài hát mang tựa đề là Home. Và sau đây xin mời tất cả mọi người cùng thưởng thức ca khúc như này. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people like still feel alone. I wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? I would send them, but I know that was not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another airplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home, 'cause I'm just too far from where you are, and I got to go home. And I feel just like I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know that's why you could not come along with me, 'cause this was not your dream. But you always believed in me. Another winter day has come and gone away in even Paris and Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people like I still feel alone. Let me go home. Baby, I miss you, you know. Let me go home. I had my run, baby, I'm done. I'm coming back home. And let me go home, 'cause it's all right. I will be home tonight. I'm coming back home. Bạn ơi, từ khi dịch đến, mạng người tựa như ngọn nến. Tại vì corona, mình về nhà máu thôi. Mẹ cha ở quê sâu ú, còn bao nhiêu lời hứa, mà đường về ôi xa, dịch bệnh ngăn chia ta. Ú, dịch bệnh kia bao lâu. Từ đâu đến con corona, loài quỷ ma độc ác, hại cả thế gian tràn lan, người thân cách xa lìa tan. Thời gian sẽ trôi qua mau thôi, và ta cần biết là khi khó khăn trầm luân, nhà là nơi ấm êm bạn ơi. Tiền tiêu mà ai chẳng muốn, tình yêu lại đang đi xuống. Biết đâu hôm nay phận người sao chua cay, nghỉ đời ơi không may. Hãy cười lên nhé, vì sẽ luôn vượt qua khi bước trở về nhà bình yên không âu lo. Ngày mai nắng lên xua tan màn đêm mù tối, trời cao sẽ xanh ngắt xanh, đêm tựa như bức tranh lời ca. Đàn chim trắng khi xưa bay đi, giờ quay về đây. Giàn hoa trước hiên nhà ai, một đàn em bé xinh cười tươi. Hãy mau mau trở về nhà, chăm sóc cha mẹ già,
màu tóc pha hơi sương và đôi mắt kia đượm buồn. Về nhà đi thôi. Trái đất như quay chậm lại, virus kia không dừng lại, làm sao ngăn lấy bước trở về nhà. Người ơi có biết không, còn đây mâm cơm em tôi vừa làm, chị cũng dọn xong, trở về nhà đi thôi. Còn đây hương thơm, mùi khói nơi dầm quê, đến bên mẹ cha là lúc khiến cho ta trở về. Ok, bài hát như này là Thành đã trình bày xong, có một số đoạn hơi vấp. Và hy vọng rằng những cái tiếng sủa này của Thành sẽ khiến cho mọi người có một cái những cái phút giây nó không bị lãng phí. Và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái vlog ngáo ngơ tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại.